Chương trình tin tức hôm nay được bảo trợ bởi chúng tôi hân hạnh giới thiệu cùng quý vị công ty 405 Cabinets, chuyên về thiết kế và trang trí nhà bếp. Jin và Kim Thư Jewelry, nơi duy nhất bán vàng 4 số 9 có in hình bản đồ Việt Nam, 714-985-9999 và 714-657-7866. TMN Insurance, xe và nhà giá rẻ, hãng bảo hiểm tốt, đền bù thỏa đáng, 714-741-2008. Nguyên Hoàng Trọng Thủy trở lại với tất cả quý khán thính giả với phần 4 của Thời sự Thế giới. Trước khi gửi đến quý vị phần quảng cáo, chúng tôi đang đề cập không những Pháp mà nhiều quốc gia ở châu Âu ngày hôm nay họ đưa ra luật mới yêu cầu tất cả những người nào muốn vào nhà hàng ăn, uống rượu, tiệc tùng, rồi xem lẽ đương nhiên là đại nhạc hội ca nhạc, vào hí viện, vào rạp hát không cấm. Nhưng mà chỉ cần chứng minh là quý vị được chích ngừa đầy đủ rồi, hoặc ít nhất là chứng minh quý vị mới đây xét nghiệm âm tính với COVID-19. Quốc hội Pháp vừa chính thức tuyên bố họ đã thông qua đồng ý với Tổng thống Emmanuel Macron. Và tin tức này đã diễn ra trước đó đó, khi mà ông Tổng thống Pháp Macron đưa ra cái sắc lệnh và yêu cầu. Và cái xác lệnh đó lẽ đương nhiên mà khi mà ảnh hưởng đến cái quyền tự do của người dân Pháp đó, phải có cái sự đồng thuận của quốc hội. Ông chuyển cái dự luật đó sang cho quốc hội và chính thức vào sáng sớm ngày hôm nay theo giờ của Paris Pháp đồng ý. Họ nói rằng với cái tình trạng mà lây nhiễm nhất là Delta variant nó quá cao đi, Pháp không muốn lockdown nữa. Pháp, Đức, các quốc gia Bỉ vân vân châu Âu đó, họ không muốn xảy ra cái tình trạng mà phong tỏa, ngăn cấm. Và họ nói bây giờ chúng ta không thiếu thuốc chủng, một cái điều vô lý. Chúng ta không để những người mà không chịu chích ngừa gây ảnh hưởng đến những người khác. Thưa quý vị, cái tình trạng đó đang diễn ra ở tại Mỹ này, những người không chịu chích ngừa mà khi bị lây nhiễm, và đa phần 90% trở lên những người không chích ngừa là nhập viện và tử vong trong thời gian qua ở tại Hoa Kỳ này và trên cả thế giới luôn nữa. Cho nên Pháp nói rằng chúng ta không nên để cho những người không chích ngừa bị gây ảnh hưởng. Chưa hết là kể cả những người trẻ mà không chịu chích ngừa thì bây giờ những người này phải chứng minh. Và thưa quý vị, cái chuyện mà mang theo tấm thẻ chích ngừa đối với người Pháp hiện nay, nhất là với giới trẻ đó, họ rất là bực bội. Họ nói rằng tại sao chúng ta, một cái quốc gia dân sự xã hội như thế, tự do văn minh như thế, mà chúng ta lại bị chính quyền áp đặt. Cho nên họ xuống đường biểu tình. Không những ở Pháp, ở các nơi khác họ cũng có những cái cuộc biểu tình, khi đi tới đâu họ bị yêu cầu. Và cái chuyện này nó trở lại, chúng ta còn nhớ đó thưa quý vị, cái chuyện mang khẩu trang ở Mỹ này, có người chết, có người bị đánh trọng thương chỉ vì yêu cầu khách hàng mang khẩu trang. Thì bây giờ ở Pháp họ cũng lo ngại cái chuyện đó, không đến nỗi là xảy ra cái chuyện mang súng vào, bởi vì cái luật kiểm soát súng ống. Nhưng mà cái chuyện tranh cãi giữa khách hàng nói ồ tôi quên, thì cái người hầu bàn nói xin lỗi anh quên thì anh chịu khó về nhà lấy, cho đến khi nào anh chứng minh được anh đã chích ngừa đầy đủ tôi sẽ phục vụ cho anh. Thì cái chuyện này ngày hôm nay lại tiếp tục gây ảnh hưởng đến hoạt động dân sự của xã hội Pháp. Vâng thưa quý vị, trong khi đó thì lại là cái câu chuyện về đồng phục của các vận động viên của nhiều môn ở tại Thế vận hội ở Tokyo lần này. Đó là phía tất cả những cái đài truyền hình ở Nhật đó thưa quý vị, mà được quyền phát hình cái Thế vận hội, họ cho biết là năm nay đó họ muốn có một cái sự thay đổi. Đó là như quý vị cũng biết là từ trước đến giờ đó, đa số những cái môn thể thao như là bơi lội hay là thể dục thể hình
các cô mà gymnastic đó, mà mặc những cái bộ đồ không những vừa bó sát mà vừa cũng hơi ngắn nữa, và khi mà quay vào hình thể những cô đó thì có thể nói là cũng thu hút được cái sự chú ý của khán giả. Nhưng mà phía các đài truyền hình của Nhật đó thì họ lại nói rằng họ chỉ muốn khán giả xem đó tập trung vào cái tính chuyên nghiệp của cái môn thể thao. Họ nói là sport appeal chứ không phải là sex appeal, cho nên là tất cả những môn thi đấu nào nếu mà mặc đồ mà họ gọi cái là skimpy quá đó, skimpy là có thể nói là cũng cẩn, dạ vâng cũng cẩn quá đó, thì khán giả sẽ không thấy những cái cảnh quay gần thể hình của những cái người vận động viên đó, là bởi vì họ nói rằng thứ nhất, Ủy ban Thế vận hội đó, mặc dù là không có những cái quy định cụ thể cho từng cái bộ môn của các vận động viên, nhưng mà Ủy ban Thế vận hội Tokyo lại có một cái những cái quy định rất là chặt chẽ cho các đài truyền hình. Và tất nhiên là đặc biệt họ nói là những cái môn như là beach volleyball nè, gymnastics bơi lội, hoặc là track là chạy đua, dạ vâng, thì những cái môn này đặc biệt là các ném vận lao. Động viên ném lao thì không thấy nhắc trong này, nhưng mà những cái môn đó đó thì đa số các vận động viên họ mặc những cái quần có thể nói là rất là ngắn luôn, yeah. Quý vị. Cho nên là những cái môn này phía các đài truyền hình cho biết là họ sẽ không có tập trung quay vào cự ly gần, không có zoom vào cơ thể của những cái người vận động viên này, mà họ sẽ quay ở những cái wide shot hơn cho thấy toàn cảnh, hoặc là quay cái gương mặt của những cái vận động viên khi mà họ đang thi đấu, bởi vì họ không muốn khán giả tập trung quá nhiều vào thân thể. Nhưng quý vị cũng biết là trong khoảng thời gian qua, những cái phong trào như là Me Too hay là những cái vấn đề mà bình đẳng giới, thì có thể là phía Ủy ban Thế vận hội của Tokyo họ không muốn khán giả tập trung vào cái ngoại hình, cái sex appeal của các vận động viên nữa. Họ muốn họ muốn nói là họ muốn khán giả được educate nhiều hơn, tập trung vào cái tính chuyên môn của vận động viên chứ đừng có tập trung vào cái thể hình của người ta, rồi lại dẫn đến một số những cái việc đó là body shaming vân vân. Thì bây giờ Ủy ban Thế vận hội họ muốn có một cái sự thay đổi. Thế thì vận động viên nam trong môn bơi thì sao? Ồ, mấy cũng anh chàng vậy luôn, mặc... nam với nữ cũng vậy luôn. Mấy anh nam mặc đồ speedo, thưa quý vị. Đó. Ai nói cái anh khoe hình đó, đó, chúng ta lại thấy rất là đẹp. Người phụ nữ đó thì mặc toàn thân, không có mặc bikinis để bơi lội. Nhưng mà đánh bóng chuyền ở ngoài biển đó, thì phải mặc bikinis. Rồi đánh bóng chuyền bình thường hầu như cũng mặc bikinis luôn. Tại sao không cho các cô mặc hết đồ, hoặc là quần đùi? Miễn làm sao các cô cảm thấy thoải mái và các cô thấy là cái chuyện đó nó không gây ảnh hưởng đến điểm thi của các cô, phải không ạ? Có thể là trong tương lai, đến Thế vận hội kỳ tới là họ sẽ cho phép người phụ nữ muốn mặc gì thì mặc. Bởi vì thực sự thì Thế vận hội họ cũng có những cái tiêu chuẩn về quần áo để cho mọi người có cái sự đồng phục với nhau. Và điều đó đã khiến cho những người Hồi giáo đó không thể thi đấu vào các môn này được. Một cái tin tức này nghe mình tưởng là mình nước Mỹ quay trở lại thời Trung Cổ. Thưa quý vị, thời Trung Cổ ở các quốc gia châu Âu và kể cả Hồi giáo nữa có cái tình trạng mà ném đá cho người chết vì phạm luật nào đó, chẳng hạn như là hành nghề mãi dâm. Trong Kinh Thánh cũng nói, Chúa nói, nếu quý vị thấy rằng người đó có tội thì hãy ném đá, nếu ai nghĩ rằng mình không có tội. Thì tin tức mới nhất từ Fort Worth, Texas, sáng sớm hôm nay, sáng sớm tức là sau 12 giờ thì họ cũng gọi là sáng sớm rồi thưa quý vị. Một người không biết vì lý do nào có thể là không được mời tới, và cái chuyện này chúng ta đã nghe nói rất nhiều. Không được mời tới hoặc là có một cái chuyện gì đó kỳ thị với cái nhóm người đang party. Và điểm đáng chú ý là họ party là đến ngày Chủ nhật vẫn party như thường, party xuyên đêm sang tới ngày thứ hai luôn. Một người đàn ông cầm súng tới đây và nhắm bắn vào những người đang tham gia một bữa tiệc ở Fort Worth, Texas. Sau khi mà xảy ra, thay vì những lần trước đó, thì chúng ta thấy những người trong cái cuộc dạ tiệc này sẽ bỏ chạy tán loạn đó. Điều đáng chú ý đó là mặc dù có tiệc ở Texas, nhưng mà không biết vì lý do nào trong số những người tham gia đó họ không mang súng, cho nên họ không có một cái cách nào khác để tự vệ hết. Thay vì súng, họ nhặt đá, thưa quý vị.
Trong khu vườn của cái người chủ nhà có rất nhiều đá từ nhỏ cho đến đá tảng. Và những người này đã cầm đá ném vào tay súng và ném cho đến chết. Tuy nhiên, một nạn nhân bị trúng đạn từ tay súng cũng tử thương. Cho nên bản tin ghi nhận được họ cảnh sát đang mở cuộc điều tra để xem coi tên bắn súng là ai, người bị bắn là ai và quan hệ của người bị bắn á, với tay súng như thế nào. Nhưng mà một cái điểm mà cảnh sát ghi nhận rõ ràng là tay súng đã bị ném đá cho đến chết. Trước đây chúng ta nghe nói là đa phần là những người họ bỏ chạy, rồi có những người khác cầm súng bắn trả vân vân, hoặc là tay súng sau đó bị cảnh sát bắn chết. Chưa bao giờ chúng ta nghe nói những người tham gia bữa tiệc cầm đá mà ném chết cái kẻ cầm súng luôn nữa. Tin thật là kinh hoàng ở tại Texas. Rất tiếc chúng tôi phải chia tay với quý vị. Mời quý vị vào trong trang nhà littlesaigontv.com theo dõi phần livestream, đọc những bản tin cập nhật trong ngày quý vị nhé. Kính chúc quý vị một ngày làm việc thật nhiều sức khỏe. Hẹn gặp lại vào chương trình ngày mai.